Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, xa tay đi qua bao điều. Vậy người ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp. Vậy người ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý Đức Thịnh, Lâm Vy Dạ, chào mừng khán giả đang đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Anh có nghe một vài cái lời bình luận nói là chương trình Tâm đầu ý hợp là một cái chương trình nói về cái cuộc sống tình yêu, hôn nhân, gia đình của các cặp đôi. Nhưng mà sao hai MC có vẻ như thích vạch mặt cái người bạn đời của mình. Hả? Ai mà bình luận đúng quá vậy? Tại cái đó là mình lúc mình dẫn mình chương trình mình nói vui thôi á. Dạ, thôi bây giờ nè, mình thử một lần mình nghiêm túc mình nhận xét về cái người bạn đời của mình. Anh đúng thì nhận xét về cô Thúy, còn em thì nhận xét về chú Đạt. Dạ đúng như vậy, bằng tất cả sự chân thành của chúng ta. Cái sự xuất hiện của cô Thúy trong cuộc đời mình giống như một cái bà tiên đã biến Thịnh thành một cái người đàn ông rất là đa năng, một diễn viên, một đạo diễn, một doanh nhân thành đạt, một MC và một vận động viên thể thao xe đạp chuyên nghiệp. Wow, thật là tuyệt vời. Còn đối với Lâm Vy Dạ thì nếu như Hứa Minh Đạt không xuất hiện ở cuộc đời em thì có lẽ đã không có một bà mẹ hiền diệu, biết chăm sóc cho chồng con, luôn thương yêu, đi sớm về khuya tần tảo để lo cho tổ ấm của mình, anh Thịnh à. Sao tự nhiên nói với hai anh em mình nó rùng rùng vậy ta? Đúng rồi, anh em mình không có nghiêm túc được hay sao đó nha. Tại vì nhiều khi nó chân thành quá nó cũng có tác dụng ngược á anh. Dạ. Đó là cái quan điểm của anh em mình. Còn biết những cặp vợ chồng mà nhỏ hơn anh em mình á, một cái ngày sau thì không biết làm sao ta. Cho gì nữa, chúng ta sẽ đi vào chương trình ngày hôm nay để tìm hiểu xem vợ chồng trẻ hơn thế hệ sau á là quan điểm như thế nào về cuộc sống gia đình. Xin chào đón cặp đôi Huỳnh Sang Linda. Khoảng cách ông bà đến với con cháu, chẳng cần đau đớn vì đã có nhau. Bước tới cuộc chơi mình là bạn thân. Và xin mời cặp đôi tiếp theo Mai Xuân Thứ và Thanh Trà. Chào mừng hai cặp đôi đã đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Bây giờ các bạn có một vài giây phút tự giới thiệu về bản thân của mình. Mời Huỳnh Sang và Linda. Dạ, trước tiên em xin chào quý vị khán giả, anh Đức Thịnh, chị Lâm Vy Dạ, bạn Thứ và bạn Trà. Vợ chồng em đã quen nhau và yêu nhau được 9 năm, cưới nhau là 6 năm và đã sinh con và có con là 5 năm rồi. Và hiện tại thì vợ chồng em đang làm công việc, em thì là diễn viên và MC. Em xin giới thiệu, em tên là Linda, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng trong một công ty du lịch. Rồi, tức là ra cặp đôi bên này nè. Em tên là Mai Xuân Thứ, nghề nghiệp hiện tại của em là diễn viên và sản xuất âm nhạc và sáng tác nữa. Em tên là Thanh Trà, hiện tại thì em nghề nghiệp của em rất là thiêng liêng và cao cả, đó là làm mẹ. Làm mẹ. Wow, dễ thương. Như nãy bạn chia sẻ, bạn là sản xuất âm nhạc và sáng tác thôi. Yeah. Còn Thanh Trà thì theo dõi biết là hình như bạn cũng là ca sĩ trước đây. Yeah. Có ca khúc nào mình sáng tác cho vợ mình hát chưa nhỉ? Hồi trước em có viết cho vợ một bài định ra, nhưng sau cuối cùng em ra luôn. Ủa vậy hả? Dạ, đó là bài hát mang tên là Muốn Nói Với Em. Nếu nước mắt trôi đi bao nhiêu thương mình cũng mãi xa, anh sẽ không có được một gì đây. Wow, cái khúc này dạ biết, dạ nghe hoài luôn á, nhưng mà dạ không biết là do bạn sáng tác. Cái bài đó là em sáng tác và em hát cùng với một bạn rapper.
và để tên là tên của T-Team chứ không phải là để tên riêng của em. Ca khúc rất là dễ thương. Cho mình hỏi bạn Trà là cái điều đầu tiên mà mình quyết định chọn Thứ là cái người bạn đời của mình á, thì đó là vì tài năng của Thứ hay là vì cái con người của Thứ? Tụi em quen biết nhau từ nhỏ xíu. Thanh Mai Trúc Mã hả? Thanh Mai Trúc Mã. Xong rồi sau này lớn lên tụi em mới gặp lại nhau thì cái âm nhạc nó kết nối tụi em nhiều hơn. Thứ có ngỏ lời với em trước nhưng mà tại vì em cũng lớn tuổi hơn Thứ cho nên em cũng hơi ngại ngại. Xong rồi thì tụi em trao đổi nhiều hơn về cuộc sống cũng như là về âm nhạc thì tụi em cảm thấy là có cái sự đồng điệu giữa hai đứa cho nên là quyết định tiến tới hôn nhân luôn ạ. Nhưng mà từ nhỏ em gặp Trà là em đã tia Trà trước rồi. Mà tới cái dịp cái ngày đầu tiên mà em biết Trà đang hát trong một cái band acoustic của bạn em á thì là em kêu nó rủ em đi coi liền để mà mình gặp lại cái bạn này. Bắt đầu em lập kế hoạch để em sấn vô cuộc đời của bạn. Dạ thắc mắc là không biết sau bao nhiêu năm làm sao bạn có thể nhận ra được đây là cái người bạn mà mình gặp lúc nhỏ. Em gặp Trà lúc năm em 10 tuổi thì tức là lúc đó mình cũng không có quá nhỏ nhưng mà với lại là cái một cái người đặc biệt làm mình để ý nữa thì nó không quên được. Tại vì khi mà người ta trưởng thành đó, nó vậy thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều trên gương mặt. Chỉ mà có em thay đổi với Trà, em thấy cũng nhỏ vậy luôn. Em không để ý Thứ luôn tại vì Thứ ốm mà đen thui rất là xấu. Xong rồi sau này khi gặp lại là 6 múi rồi cao to đẹp trai coi như là một chồng. Ngỡ ngàng cậu bé hôm nào bây giờ như là một cái người đàn ông vững chãi. Hai bạn kết hôn được bao lâu rồi? Tụi em kết hôn được gần 7 tháng. Wow, gần 7 tháng. Hy vọng là tâm đầu ý hợp. Hy vọng. Thế còn Huỳnh Trang và Linda, các bạn nói một chút về về nhau đi. Trước đây là em là một MC của một công ty và em đến thực tập. Sau đó thì tự nhiên cái là vợ em thích em trước và cu em trước. Và sau đó thì quen nhau đến 3 năm và một lần lên nhà của vợ em, sau đó là hai vợ chồng là xin ba mẹ cưới nhau luôn. Em để ý ảnh từ trước đó rồi, có nghĩa là vô thì em cũng để ý tại vì ảnh là lùn nhất công ty, lùn nhất công ty, đen nhất công ty, nhỏ con nhất công ty, với lại ảnh cũng hơi nhút nhát nữa. Cho nên đợi ảnh mà tỏ tình thì lâu lắm, cho nên em thích cho nên em tỏ tình trước. Mà nói xong cái ổng chịu luôn hay sao? Ổng có làm eo đâu mà sách gì hết. Dạ không, nói là anh chịu liền. Trời ơi, vậy hả? Trời dễ dãi ta. Dạ, tại vì ảnh không chịu thì có anh bạn của ảnh cùng công ty chịu cho nên ảnh sợ. Đúng rồi. Ra vậy. Trong nhà của mình ai là người lãnh đạo, là người chỉ huy? Không kiểu ngồi yên luôn. Không dám lên tiếng luôn. Không dám lên tiếng luôn là hiểu rồi. Chưa cho lên tiếng đâu có dám nói. Thường ngày thì có lẽ là vợ em lãnh đạo, nhưng ngày hôm nay trên sóng truyền hình cũng như là chương trình Tâm Đầu Ý Hợp thì em muốn em khẳng định em là người lãnh đạo. Wow. Để cặp đôi bên này ai là người chỉ huy? Dạ tùy vấn đề, ví dụ như mà tới giờ ăn bếp núc này nọ mà thì là đây. Còn mà liên quan tới công việc chung hay là này nọ thì là em, nói chung tùy vấn đề. Hồi trước anh cũng nghĩ như vậy á, là mỗi người một lĩnh vực chia sẻ. Nhưng mà bây giờ anh thấy chỉ huy của anh là cô Thúy luôn. Bị giặt xâm lăng bị xâm lăng luôn rồi, không còn chủ quyền nữa rồi. Thôi hồi nãy mở màn mình mới nói là không có giặt mặt nữa. Vậy không. Tâm Đầu Ý Hợp có 3 vòng thi, mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để thử thách độ tâm đầu của các cặp đôi. Và ở vòng 1 này sẽ là sân chơi dành cho hai cô vợ. Hai anh chồng sẽ phải vào trong phòng chờ, sau đó hai cô vợ ở sân khấu sẽ trả lời 3 câu hỏi đến từ chương trình. Và hai anh chồng quay trở lại so sánh đáp án cùng với vợ mình. Mỗi đáp án trùng khớp mang về cho đội mình 5 điểm. Và bây giờ xin mời hai anh chồng vào trong. Có hai cái tình huống khác nhau, bên đây mới 7 tháng, bên kia là 6 năm. Cho nên là sẽ có nhiều cái suy nghĩ về cái cuộc sống hôn nhân sẽ rất khác nhau. Cho mình hỏi, bạn thấy cái thời gian của cái người đàn ông bên cạnh mình dành cho mình nhiều hay là dành cho bạn bè nhiều? Dạ, thực sự thì Thứ là một người mặc dù rất là trẻ
nhưng mà rất là chững chạc, với lại quan tâm và trách nhiệm về công việc rất là nhiều. Cho nên theo em thấy thì Thứ dành thời gian cho công việc nhiều hơn em một chút. Wow. Cái đó không gọi là vô tâm cho lắm, nhưng mà thực sự lâu lâu em cũng hơi bị tủi thân vì cái đó. Nhưng mà tại vì em hiểu tính của Thứ rất là nghiêm túc trong công việc và toàn tâm toàn ý khi mà làm nhạc hay là đi phim hay làm bất cứ cái gì về công việc, thì như là dành 100% đầu óc cũng như là thời gian cho công việc. Em thấy giống như là bạn Trà mới cưới còn ngại chưa dám nói á. Chứ còn nhà em, nếu mà anh Săn mà không dành thời gian cho em nhiều thì em cũng bắt ảnh dành thời gian cho em mà. Em kêu là không được, như vậy là không được, anh phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Thì ảnh không làm thì em bắt thì ảnh cũng làm mà. Theo em thì em thấy Thứ hơi lạnh lùng á. Lạnh lùng quá. Lạnh lùng lắm. Có nghĩa là dù em biết là có quan tâm, có yêu thương em đó, nhưng mà cái cách thể hiện là lúc nào cũng lạnh lùng. Nhiều người cũng thắc mắc không biết vì sao mà em chọn anh Săn á. Tại vì có nhiều người cũng cao to đẹp trai rồi hơn, nhưng mà em vẫn quyết định chọn ảnh bởi vì em rất là thích cái tính ảnh hài hước với lại lãng mạn. Bây giờ may là ảnh vẫn còn hài hước, vẫn còn lãng mạn. Xin nghe ganh tị quá. Không biết bây giờ vẫn lãng mạn hả? Dạ vẫn lãng mạn. Hồi trước mới quen thì em thấy lãng mạn, giờ thỉnh thoảng em cảm thấy hơi sến. Hơi sến luôn. Dạ hơi sến luôn. Em gọi là Săn sến xúa luôn á. Và bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 là: cách thể hiện tình cảm thay cho câu anh yêu em của chồng bạn là gì? Trời sao khó với em lắm luôn. Nãy giờ em ngồi suy nghĩ là như từ trước giờ Thứ chưa bao giờ nói anh yêu em, hay là anh thương em, anh nhớ em, hay là thể hiện tình cảm gì nhiều với em hết trơn á. Thì bây giờ em rà là có cái cử chỉ gì không? Chắc là sẽ một hành động đi ạ. Cụ thể hành động đó là hành động gì? Chắc là rủ em đi ăn. Đó, rủ em đi ăn. Đi ăn không em? Đi ăn không em? À, cái đó là một cái câu nói mà em nghĩ rằng đó là thể hiện cái câu anh yêu em đúng không? Dạ, em nghĩ là vậy. Rồi vậy em chốt đáp án là rủ em đi ăn. Dạ nếu là anh Săn thì nếu mà không nói anh yêu em thì ảnh sẽ nắm tay và hôn má. Thì hai cái đó tùy lúc, có lúc nắm tay, có lúc hôn má, có lúc vừa nắm tay vừa hôn má. Đáp án của mình đáp sẽ là em là nắm tay và hôn má. Bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là: món đồ nào mà chồng bạn hay quăng lung tung? Em may mắn được một cái là Thứ là một người rất là gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng mà có một cái chắc là chưa quen, tụi em mới cưới. Một cái nó rất là quan trọng và thiêng liêng mà Thứ luôn luôn là làm rơi, làm rớt. Đó là chiếc nhẫn cưới anh. Sáng nay trước khi đi quay là chết rồi, em ơi, em có thấy cái nhẫn cưới của anh đâu không? Trời em giống như là em bị mất tinh thần luôn. Chị như kiểu là thôi chết rồi, bây giờ đi quay vợ chồng với nhau mà không có nhẫn cưới. Xong bắt đầu là chết rồi, lục tung hết phòng lên rồi toilet rồi kiếm quá trời kiếm không thấy. Rồi vậy mà em chốt đáp án là? Đáp án của em là nhẫn cưới. Câu hỏi này thì thiệt là hơi khó cho em. Tại vì đồ thì anh cũng xếp, dép thì anh cũng cất, anh cũng xếp. Nếu mà đổi lại cái gì em hay quên thì dễ trả lời á. Thì em có thể trả lời là không có. Dạ vậy thì em sẽ trả lời là không có. Tại vì nếu có em cũng bắt anh xếp mà. Wow. Dạ. Và bây giờ chúng ta có câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 là: một lời khuyên chân tình mà chồng lắng nghe từ bạn là câu gì? Em khuyên anh Săn là anh tự tin lên. Ngay từ ngày đầu quen nhau thì anh Săn cũng hơi nhút nhát. Tới bây giờ thì ảnh cũng nhút nhát nhưng mà đỡ hơn. Em chốt đáp án là anh tự tin lên. Em thì có hai đáp án cũng cũng giống như chị, là cũng em cũng đã từng khuyên Thứ phải tự tin. Bên cạnh đó thì về phần tài chính thì tại vì Thứ cũng không giỏi giữ tiền. Cho nên là những cái gì liên quan tới tài chính, tiền bạc thì em cũng đã khuyên Thứ khá nhiều. Cho nên bây giờ em chốt đáp án là lời khuyên về tiết kiệm. Như vậy là chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai người vợ. Bây giờ thì xin mời hai anh chồng quay trở lại sân khấu để so sánh đáp án cùng với vợ mình. Xin mời. Xin mời hai anh chồng quay trở lại sân khấu. Hai người đàn ông của
gia đình đã quay trở lại. Nãy giờ được khen quá trời. Đúng rồi. Lần đầu tiên mới tập mà được khen quá trời vậy luôn. Hai bạn nam, các bạn có tự tin rằng mình đã hiểu vợ mình nhiều không? Dạ thưa anh Thịnh thì em tự tin là em hiểu vợ em nhiều. Bao nhiêu phần trăm? Dạ nếu mà tính phần trăm thì khoảng 90%. Liệu bây giờ nếu như mà em đi shopping nó có khoảng 7 cái áo, em nhìn vô em biết chắc vợ mình sẽ chọn cái áo nào? Dạ 7 cái áo thì vợ em chọn cái áo màu hồng. Thế còn thứ em 50-50. Hôm nay trúc mã từ nhỏ đến lớn luôn mà không lẽ không hiểu trời. Nhưng mà một khoảng thời gian mới gặp lại nhau. Em có biết vợ mình thích màu gì? Dạ em thích màu tím. Có vẻ như không thích màu tím bằng màu vàng. Quay qua hỏi em là em thích màu gì kìa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 1 chính thức để so độ trùng khớp của cả hai cặp đôi. Mời Lâm Vĩ Dạ. Câu hỏi số 1 là cách thể hiện tình cảm hay cho anh yêu em của bạn là gì? Ở nhà thường thì vợ chồng em lúc mà thể hiện tình cảm hay là tình yêu á thì rất là nhiều cử chỉ, nhưng mà em không biết là chọn cử chỉ nào để cho chính xác. Có hành động là cổng nè, lúc mà đi ra đường lúc nào cũng cổng hết. Đi ra đường nào cũng cổng. Cổng luôn, ra ngoài đường luôn. Dạ cổng ra ngoài đường luôn. Cổng lên cầu thang hay xuống cầu thang cũng cổng luôn. Trời ơi. À. Đá lùng nheo. Đá lùng nheo. Với lại mỗi tối là đấm bóp lưng. Massage cho vợ, cho con. Quá nhiều. Bạn chọn một trong ba cái đó làm đáp án đi. Em chọn massage. Rồi mời bạn so đáp án. Nó massage. Anh điên xa quá. Nắm tay và hôn má thôi. Rất là tiếc với câu hỏi này thì các bạn chưa có điểm. Cái câu trả lời đó nằm ở 10% chưa hiểu nhau thôi. Đúng rồi, nó lại lọt vào cái 10%, còn 90% hiểu mà tại chưa trúng, còn chờ câu sau nhiều khi 90%. Thứ. Dạ. Hãy trả lời đi nào. Thường thì em chứ không phải tụi em, thường thì em ít thể hiện những cái cử chỉ yêu thương với lại Trà. Mình không thể hiện người ta tưởng mình không thương thì sao? Không, em nghĩ Trà sẽ hiểu em. Lúc đầu cũng có những cái khó khăn khi mà em không có thể hiện nhiều những cái cử chỉ đó, nhưng mà từ từ Trà cũng hiểu được lý do tại sao em không làm như vậy hay là như thế nào đó, Trà hiểu. Còn nếu mà để mà những cái hành động mà để bù đắp cho cái câu nói anh yêu em thì em cũng làm nhiều lắm. Cũng làm nhiều lắm nha. Làm nhiều lắm đó. Lúc mà tụi em còn đang quen nhau á thì lâu rồi mà chưa gặp thì vừa rảnh là em chở đi ăn liền, hay là mua cho cái này cái kia, hoặc là lúc mà em rảnh là em sẽ chở vợ em đi hát. Rồi nó có mấy cái ha, chở đi ăn, chở đi hát, chở đi mua đồ. Cái nào là thay cho anh yêu em? Em nghĩ chở đi hát. Chở đi hát. Mời bạn so đáp án. Đúng rồi. Trời ơi, gần đúng rồi. Rủ vợ đi ăn. Chiếu nữa à. Rất tiếc cái đáp án này nó không trùng khớp, bởi sai đúng có một từ thôi. Và rất tiếc với đáp án không trùng khớp này thì đội các bạn cũng không mang về điểm cho mình. Tới luôn câu số 2 nha. Câu số 2 là món đồ nào mà bạn hay quăng lung tung? Mới sáng nay à. Có hỏi, không có gợi ý. Em biết rồi. Đó là gì? Dạ nhẫn cưới. Tại sao vậy? Cho tôi hỏi tại sao dạ, nhẫn cưới dạ mà quăng lung tung? Nó là vậy. Bình thường em hay đi quay á thì em sẽ cất nhẫn cưới hay bông tai ở nhà, nhưng mà cái chỗ em cất xong á nhiều khi em quên. Sáng nay trước khi đi quay thì em phải kiếm nhẫn cưới. Mà em không hiểu sao em ngủ em đeo, mà tới sáng ra nó lạc đâu mất tiêu. Mà nó lạc ở dưới cái gầm giường á. Rồi bạn chú đáp án là dạ nhẫn cưới. Chúc mừng đáp án này trùng khớp, các bạn mang về cho mình 5 điểm đầu tiên. Thế còn Sang? Ở nhà em thì nhỏ nên là ít khi nào mà quăng đồ lung tung lắm. Với lại em vợ chồng em thì vợ em thì ngăn nắp hơn em xíu, em thì cũng không phải là bừa bãi nên cũng hay có một số đồ, nhưng mà em nghĩ là những món đồ đó nhỏ nhặt, không thể tính được, nên là em nghĩ là không có. Dạ. Không có luôn. Đáp án của em là không có quăng đồ lung tung. Trời ơi, chắc không trời có một người đàn ông nào mà không vứt đồ lung tung không? Bạn so đáp án nè.
trùng khớp này thì gia đình các bạn cũng mang về cho mình 5 điểm. Là đã dần hiểu nhau hơn. Thứ hồi nãy là vợ bạn nói là cái thời gian bạn dành cho vợ, cho gia đình nó quá ít so với thời gian ở bên ngoài. Thì bạn hay nói là bạn dành cho công việc nhiều, đúng không? Nếu như mà một cái job đó có quan trọng hay là đang deadline gần tới thì là em sẽ làm lâu lắm, có khi em không ăn luôn. Có cái thời gian nào bạn nghỉ ngơi lúc giải lao không? Thì là nghỉ ngơi là do là lúc đó em bị bí ý tưởng em mới nghỉ ngơi. Còn nếu mà nó vẫn còn ý tưởng là còn làm hoài vậy đó. Em biết không, khoảng thời gian chừng một phút đó mà bạn gọi cho vợ, vợ rất là hạnh phúc, cho nên là bạn nên gọi cho vợ. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 là một lời khuyên chân thành mà bạn đã lắng nghe từ vợ. Cuộc sống của em hay là công việc hay là tính tình á, thì em thiếu tự tin một xíu về gia đình. Giao tiếp, cuộc sống, giao tiếp. Dạ, về gia đình. Nhưng mà khi đi làm á, thì em tự tin lắm. Thường thì vợ em khuyên em là nên tự tin. Nhưng mà khi mà anh Thịnh nói như vậy thì không biết là có khớp với lại cái cụ thể là cái câu hỏi gì không. Thật ra còn gì nữa không? Dạ, với lại là vợ em hay khuyên em là chơi thêm thể thao. Bây giờ bạn chốt đáp án đi. Em quyết định là chọn là tự tin đó. Mời bạn soi đáp án. Tự tin lên. Hoàn toàn trùng khớp. Và với kết quả này thì các bạn mang về cho mình thêm 5 điểm nữa. Xin chúc mừng. Khuyên vợ em, khuyên em thì chỉ có một cái thôi. Đó là sống tình cảm, quan tâm vợ nhiều hơn. Hay quá, sống tình cảm, quan tâm vợ nhiều hơn. Dạ, em chốt đáp án chưa? Dạ, chốt mà. Chốt đáp án luôn. Mời trà, chốt đáp án. Tiết kiệm. Sao tiết kiệm? Ủa, thứ hỏi lại trà, giống như là hình như tôi không hề có cái tính này. Ủa, em có hay gọi là xài lung tung này tầm bậy bạ không? Không, em đâu có xài lung tung đâu. Không có xài lung tung nhưng mà rất là đầu tư cho công việc á anh. Mà cái tiền thiết bị thì nó rất là nhiều. Hiểu. Với lại rất là thích chơi xe. Chứ mà đầu tư cho công việc thì đúng rồi. Nhưng mà thiết bị máy móc là đúng rồi. Nhưng mà mấy cái mà sở thích chơi xe của em là sau khi mà em lo hết rồi, em muốn dư em một xíu em mới chơi. Và với đáp án không trùng khớp này thì rất tiếc gia đình các bạn không có điểm. Với số 1 thì điểm số của hai đội như sau. Gia đình của bạn Xuân Thứ và Thanh Trà là 5 điểm. Gia đình của bạn Huỳnh Săng và Linda là 10 điểm. Có lẽ là bởi vì mình cưới nhau 6 năm rồi cho nên cái điểm số mình nhỉnh hơn một chút xíu. Nhưng mà biết đâu được ở vòng 2 này nó lại khác biệt thì sao, đúng không anh? Số điểm nó lại vượt lên thì sao? Đúng rồi. Và bây giờ thì trước khi đến với vòng 2 thì xin mời quý vị khán giả hãy giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng khán giả đang quay trở lại với vòng 2 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng 2 này sẽ là sân chơi dành cho hai anh chồng. Hai cô vợ sẽ phải vào trong phòng chờ, sau đó hai anh chồng ở đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó hai cô vợ quay trở lại sân khấu so sánh đáp án với chồng mình. Mỗi đáp án trùng khớp mang về cho đội mình 10 điểm. Và bây giờ xin mời hai cô vợ vào trong. Tôi nhìn hai bạn, tôi nhớ lại cái khoảng thời gian mà khi tôi mới đi đặt chân vào sân khấu chuyên nghiệp ở cũng độ tuổi này, thì mỗi một cái cuộc đời của người đàn ông ở mỗi giai đoạn họ có những cái tâm tư riêng quan trọng và rất cần một cái người hiểu mình. Bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi số 1. Câu hỏi đầu tiên là điều gì ở bạn đã thuyết phục cô ấy đồng ý kết hôn với mình? Em với vợ em thường tâm sự thì chỉ có một vấn đề duy nhất mà vợ em thích em và tiếp xúc rồi trực tiếp là cua em trước và tỏ tình trước. Thì chỉ có vấn đề duy nhất đó là hiền lành, tính tình hiền lành của em. Dạ. Rồi, vậy em chốt đáp án là? Dạ, đáp án của em là hiền lành. Trà là một người rất là ghét cái kiểu đàn ông không có lập trường, không có tự chủ cuộc đời của mình, cứ kiểu mơ hồ mày nọ. Thì em là một người
đúng cái trà thích, đó là em rất là quyết đoán trong cái cuộc sống của mình và em rất là tự chủ với cuộc đời của mình. Em tự tin vô cái khả năng đó của em và trà cũng thấy được cái điều đó và trà cũng đồng ý kết hôn với em vì lý do đó. Bây giờ em chọn đáp án là? Dạ, em chọn cái đáp án của em là sự quyết đoán. Chúng ta sẽ có câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là ngoài hoa, nếu nói về nhan sắc của vợ, bạn sẽ nghĩ ngay đến thứ gì? Nếu như mà không ví như một loài hoa thì em nghĩ đó là một cái địa điểm du lịch. Một cái địa điểm du lịch? Dạ. Nhan sắc của vợ là một cái cụ thể là điểm nào vậy? Đà Lạt. Vì sao? Dạ, tại vì em với vợ em thích đi Đà Lạt lắm. À, nó cũng là cái nơi đầu tiên em hẹn hò trên đó luôn. Em với vợ em đều thích thiên nhiên hùng vĩ. Vậy là nét đẹp của vợ bạn thiên nhiên hùng vĩ. Mộng mơ. Em ví nhan sắc của vợ mình là một nét đẹp mộng mơ. Vậy em chốt đáp án là? Dạ, em chốt đáp án là nhan sắc vợ em nó mộng mơ như thành phố Đà Lạt. Em thì cũng có trùng khớp với lại cái suy nghĩ của Thứ. Nó hơi giống một xíu là vợ em cũng thích thiên nhiên và du lịch. Du lịch là thích nhất. Và em nét đẹp như là nét đẹp Tây Nguyên, cá tính mạnh mẽ. Và Tây Nguyên cũng có những con người rất là mạnh mẽ và phi thường. Rồi, vậy cho đáp án là vùng cao nguyên, vừa sâu sắc, vừa mạnh mẽ và xinh đẹp. Và sẽ đi vào câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 là hãy đi vào chỗ trống, vợ tôi dùng cả thanh xuân để chấm chấm chấm. Rồi, mời Thứ. Để chăm sóc tôi. Đó cũng là một cái câu. Em đang suy nghĩ luôn á. Nghe những lúc mà em đang trò chuyện thì anh nghĩ là như vậy đó. Vợ em dùng cả thanh xuân để chăm sóc chồng. Chăm sóc em gia đình hạnh phúc thôi à. Rồi vậy em chốt đáp án đi. Vợ em dùng cả thanh xuân để mà chăm sóc gia đình. Vợ em quan trọng nhất cũng là sẽ là gia đình lớn và gia đình nhỏ. Vậy em xin chốt đáp án là vợ em dành cả thanh xuân để chăm sóc cho gia đình. Ta đã trải qua 3 câu hỏi cùng với hai anh chồng. Bây giờ xin mời hai cô vợ quay trở lại sân khấu để so sánh đáp án cùng với chồng mình. Xin mời hai cô vợ quay trở lại sân khấu. Từ nãy đến giờ chúng ta đã nghe 3 đáp án của hai anh chồng và bây giờ thì sẽ đến với những đáp án của hai cô vợ để xem là có trùng khớp với nhau không nha. Câu số 1 là điều gì ở chồng đã thuyết phục bạn đồng ý kết hôn với anh ấy? Cái ưu điểm lớn nhất của ảnh á mà em quyết định chọn ảnh làm chồng đó là ở ảnh có cái sự chân thành, ảnh hiền lành, ảnh chân thành. Để tóm lại đáp án của em là chắc là ảnh ảnh hiền đi. Mời soi đáp án. Hiền lành chính xác. Trùng khớp này thì gia đình các bạn đã mang về cho mình 10 điểm. Ủa là hiền lắm luôn hả Linda? Dạ, ảnh hiền lắm chị. Là không phải đối với em mà với những người xung quanh, ảnh cũng rất là hiền. Hồi đó em đi làm á, lúc mà em quyết định quen ảnh thì em cũng tìm hiểu xung quanh, em cũng có để ý trong công ty ảnh ra vào như thế nào. Thì cái tính của ảnh á hả, bảo vệ cũng thích ảnh nữa chứ đừng nói em. Cái chị bán chè ở chỗ nhà trọ của em cũng thích ảnh nữa thì sao em không thích ảnh luôn. Quá luôn à. Có bao giờ em thấy ảnh cãi nhau với ai chưa? Với em thôi. Với em thôi. Dạ. Em lãnh đạo mà. Nhưng mà chồng mình hiền vậy mình có sợ chồng mình ra ngoài bị tan hiếp không? Dạ không, em thấy thường ra ngoài mà hiền quá người ta thấy tội quá, cái người ta không nỡ ăn hiếp luôn á. Hiền đến mức độ mà tội luôn. Dạ, em thấy vậy á, ảnh hình như chưa bị ai ăn hiếp là người ta không nỡ. Đối với riêng em thì em thấy Thứ là một người trẻ có tài và ngoài cái tài năng đó thì em thích cái đức tính của Thứ, đó là rất là tự lập và có chính kiến riêng. Thứ rất là manly và độc lập mà rất là có chính kiến. Có nghĩa là khi mà đã quyết tâm làm cái gì là làm cho tới cùng. Và em chốt đáp án là tính quyết đoán. Rồi mời bạn soi đáp án. Sự quyết đoán chính xác. Yeah. Và với đáp án trùng khớp này thì đội các bạn cũng mang về cho mình 10 điểm. Xin chúc mừng. Hồi nãy nói là ít khi nào mà có những cái lời có cánh ông xã mình á dành cho nhau như thực sự của bạn rà rồi đi. Tôi không tin là trong một cái cuộc tình bao nhiêu năm trời mà cái người đàn ông không có một cái câu gì mà nó ướt át một chút xíu. Tôi nghĩ là phải có chứ. Có chứ. Sao tự nhiên cái lúc quan trọng như thế này mình nghĩ không ra ta? Cái câu trong tờ giấy anh ghi không? Trong tờ giấy gì trong cái hộp hoa nhớ không?
Trời ơi, chưa. Anh muốn già đi cùng em. Trời ơi, cái câu ta hay vậy mà không nhớ. Cái câu đó là em nói cái câu kia của em với Trà. Tại vì Trà lớn tuổi hơn em. Cho nên là em thấy Trà không có sợ gì ngoài chuyện sợ già hơn em. Cho nên em muốn an ủi quá. Cho nên là em sẽ nói là dẫu Trà có già đi thì em sẽ già theo, đừng có lo. Anh muốn già đi cùng em. Chồng em thì nói nhiều quá. Nói sao nói nhiều quá, nói sao nói. Anh nhớ em, anh thương em, anh yêu em. Anh không thể sống thiếu em câu nào cũng có. Anh không thể sống thiếu em. Trời ơi, quá trời. Không có em chắc anh chết á. Không có em chắc anh chết á. Không có em anh chết luôn. Trời đất ơi. Nhiều ông nói câu đó nhưng mà không có cái ông sống bình thường. Nhiều khi sống khỏe hơn. Sống khỏe hơn. Bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi số 2, mời Lâm Vĩ Dạ. Câu hỏi số 2 là: ngoài hoa, nếu nói về nhan sắc của vợ chồng bạn sẽ nghĩ ngay đến thứ gì? Bây giờ gợi ý luôn ha, hai ảnh đã đưa ra những cái đáp án, đó là những địa điểm du lịch. Nếu mà ví vợ thì anh sẽ ví với lại là vùng Tây Nguyên. Vì sao? Dạ, tại vì người Tây Nguyên là theo chế độ mẫu hệ. Theo chế độ mẫu hệ. Hay hay. Hợp lý. Ủa em lãnh đạo mà. Hợp lý. Nhưng mà cái này nó nói về nhan sắc. Dạ thì nhan sắc chắc là ở Tây Nguyên thì là nhan sắc là thuần khiết. Hoang dại. Hoang dại. Hoang dại. Rồi. Rồi mời bạn soi đáp án. Tên. Bạn săn á, thì bạn nói là sắc đẹp của em là mạnh mẽ cơ chứ không có phải quan dại đâu, nhưng mà được trùng khớp ở chỗ là cao nguyên và Tây Nguyên là cùng một vùng cao nha. Và với đáp án trùng khớp này thì các bạn lại ghi về cho mình thêm 10 điểm nữa. Nếu mà nói tới du lịch thì em với Thứ hay đi phượt ở Đà Lạt nhất. Thì chắc là em nghĩ là ở Đà Lạt có nhiều núi kiểu trùng điệp. Thì chắc là đẹp sáu trùng điệp giống như núi, em nghĩ vậy quá. Bạn so đáp án nè. Nét đẹp mộng mơ như thành phố Đà Lạt. Trời ơi, mộng mơ luôn hả? Nàng thơ, biết nàng thơ không? Và với đáp án trùng khớp này thì các bạn cũng mang về cho mình 10 điểm. Mình hỏi cả ba người phụ nữ đây nè. Có em luôn. Đối với lại các bạn, cái người đàn ông á, được gọi là giá trị là người đàn ông như thế nào? Ngắn gọn thôi. Đối với em, quan trọng nhất đàn ông phải có cái này. Trách nhiệm. Tiền. Có chỗ đứng. Còn hai bạn kia, đối với tụi em, phụ nữ phải có cái gì? Thông minh. Công dung ngôn hạnh. Công dung ngôn hạnh. Nhiều dữ vậy, cái nó gom hết trơn hết trọi rồi. Dạ, gom hết luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 3 liên quan đến cánh phụ nữ nhiều hơn. Đúng như vậy. Đó là điền vào chỗ trống. Tôi dùng cả thanh xuân để chấm chấm chấm. Em có đáp án nhưng mà không biết nó có đúng hay không. Em sẽ dùng cả thanh xuân để học tập. Để học tập. Wow. Hay quá. Thấy chưa? Nói mà. Nếu mà nói về mối tình em với Thú thì nó có trắc trở ngay khúc giữa đó. Trở là mình không có gặp nhau ngay khúc giữa, là khúc nhỏ mình gặp nhau rồi cái khi lớn là mình mới gặp. Thì em nghĩ là cái ngay cái khoảng thanh xuân đó, em nghĩ là em sẽ điền vô là để chờ anh. Dòng cả thanh xuân để chờ anh. Mà không biết đúng không? Trời ơi, thì đúng là ở trên Đà Lạt luôn vậy. Mộng mơ. Cả hai bạn đều so đáp án ha. Mời cả hai luôn. Chờ anh. Và đáp án là rất là tiếc, với đáp án không trùng khớp này thì các bạn đã không có điểm. Trời ơi. Hai anh chồng đề cao quá trời. Hai người đều lý tưởng ha. Chăm sóc gia đình. Em nghĩ thanh xuân đây là cái khoảng thời trẻ của mình. Còn lập gia đình xong là bây hết thanh trẻ xuân mà. Bây giờ em ai nói em là lập gia đình xong là không còn thanh xuân. Vậy theo anh thì lập gia đình xong vẫn còn thanh xuân. Vẫn rồi. Còn thanh xuân, vợ anh vẫn còn thanh xuân em ơi. Vậy vẫn à? Còn với nhai với nhạnh lắm, vẫn sung lắm thiệt. Thanh xuân của người phụ nữ quyết được quyết định bởi chính họ. Dạ. Không phải thời gian. Tại vì em trả lời học tập á là gì, mặc dù bây giờ em có gia đình rồi nhưng mà anh Săn vẫn luôn tạo điều kiện cho em, anh vẫn giữ con cho em đi học thêm những cái mà em muốn, cho nên đáp án của em mới là học tập. Rất là tiếc, ở đáp án vừa rồi thì cả hai đội đều không có điểm.
Tổng kết số điểm ở vòng 2 này như sau. Hiện tại hai đội đang ngang bằng điểm với nhau, đó là 20 điểm. Và bây giờ trước khi đến với vòng 3 thì xin mời khán giả hãy giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Lại với vòng 3 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Ở vòng 3 này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi dưới dạng liệt kê, và mỗi một câu hỏi sẽ có 3 đáp án. Mỗi một đáp án trùng khớp các bạn sẽ có 5 điểm và tối đa là 45 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1 như sau. Kể tên 3 loại nước ép từ rau củ quả mà vợ thích uống nhất. 15 giây bắt đầu. Sẽ đến với đáp án của gia đình bạn Linda và Huỳnh Săn. Mời các bạn. Bên Huỳnh Săn tôi nhận thấy có nước ép dâu. Có dâu. Ồ, một trùng khớp. Có nước ép dưa hấu. Có dưa hấu. Hay quá vậy ta, hai trùng khớp rồi. Và nước ép thứ ba đó là nước ép cà chua. À, ở đây không có cà chua, ở đây có nước cam. Nước cam bạn. Và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp hai đáp án, mang về cho mình 10 điểm. Xin mời gia đình của bạn Thanh Trà và Xuân Thứ. Bên này em có nước cam dắt. Lại là cam. Bên này có nước cam. Có nước cam. Bên này có nước mía. Đức. Ủa, nước mía hả? Nước mía là ép mía ra đó. À, cũng là rau củ quả luôn hả? Đúng rồi. Rất tiếc là bên đây không có nước mía. Bên này có thơm ép. À, nước ép thơm. Bên đây có nước dừa với lại chanh. Nước dừa với chanh. Ủa khoan xí, nước dừa nó đâu có tính vô nước ép. Với câu hỏi này thì gia đình của bạn Xuân Thứ và Thanh Trà chỉ mang về cho mình 5 điểm mà thôi. Và câu hỏi số 2 như sau. Kể tên 3 bài mà chồng hay hát nhất. 15 giây bắt đầu. Hết giờ. Chúng ta sẽ so sánh đáp án của gia đình bạn Trà và bạn Thứ. Xin mời các bạn. Đầu tiên, có một bài hát rất quen thuộc với hai vợ chồng, đó là bài Muốn Nói Với Em. Bên bạn Thứ cũng có Muốn Nói Với Em. Bài thứ hai là bài Cơn Mơ Bằng Giá. Trời hay quá ta, bên đây cũng có Cơn Mơ Bằng Giá. Hai trùng khớp rồi. Và thứ ba đó là bài này dài nha, hơi dài nha. Hai chữ yêu thương, một chữ chờ. Ở bên đây có bài rất ngắn, Trái Tim Bên Lề. Wow. Và với câu hỏi này thì các bạn đã có hai đáp án trùng khớp, mang về cho mình 10 điểm. Xin mời gia đình của bạn Linda và Huỳnh Săn. Của bạn Huỳnh Săn trước, đó là Khi Người Đàn Ông Khóc. Ở đây cũng có bài Khi Người Đàn Ông Khóc. Chính xác, một trùng khớp. Săn à, cho tôi hỏi vì sao khi mình lấy vợ rồi mình lại hay hát bài này? Dạ, bài này là cái bài mà em thích từ lâu lắm rồi, chứ không phải là lấy vợ rồi mới thích. Ở bên này có bài Gánh Hàng Rong. Bên này có, không có Gánh Hàng Rong, có Trái Tim Bên Lề. Bên này có bài Thời Sinh Viên. Không biết ở bên này có Thời Sinh Viên hay là có thời nào vậy anh? À, bên này thì đã qua cái Thời Sinh Viên rồi, mà bên đây là Thời Mưa Trên Cuộc Tình. Như vậy là chỉ có một trùng khớp thôi. Đúng vậy. Và với một trùng khớp này thì các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Và câu hỏi số 3 như sau. Kể tên 3 việc mà vợ muốn chồng làm thay cho mình. 15 giây bắt đầu.
rằng Linda muốn chồng rửa chén thay cho mình. Mới thấy có rửa chén nha, sẵn sàng rửa chén. Trùng khớp. Linda muốn chồng nấu nước tắm cho vợ hả? Dạ. Nấu nước tắm cho vợ. Không, bữa nay tôi giặt đồ à. Ủa, bên này có giặt đồ hả? Ừ. Linda muốn chồng chở vợ. Thôi, tôi cũng chở rồi, tôi quét nhà thôi. Là sao? Là bên đây có giặt đồ, có quét nhà, chứ không có kiểu nấu nước tắm cho vợ, chở vợ đi. Thật là tiếc. Và với câu hỏi này thì các bạn cũng chỉ trùng khớp một đáp án, mang về 5 điểm. Xin mời đáp án của bạn Thanh Trà và Xuân Thứ. Ở bên này, bạn Trà muốn chồng rửa chén thay cho mình. Ở bên Thứ có làm việc nhà, tính chung là rửa chén là việc nhà đó. Nếu như vậy thì xếp quần áo cũng là việc nhà. Ừ, cho nên là hai cái câu đó là gom lại chung một đáp án là cho một trùng khớp. Rồi, một trùng khớp. Ở bên này, bạn Trà muốn chồng tắm con thay cho mình. Ở đây có chăm con, chấp nhận được. Hai trùng khớp. Vậy thì đáp án còn lại của bạn Thứ là gì? Kiếm tiền. Chính xác luôn. Kiếm tiền thay mình. Và với câu hỏi này thì các bạn cũng lại trùng khớp. Hai đáp án mang về cho mình thêm 10 điểm. Và bây giờ trước khi đến với điểm số vòng 3 này thì xin mời hai đội ai về nhà nấy. Tâm đầu ý. Và điểm số vòng 3 này như sau. Gia đình của bạn Huỳnh Săng và Linda là 20 điểm. Và gia đình của bạn Thanh Trà Xuân Thứ tạm nhận trước là 25 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số sau 3 vòng chơi. Sẽ là điểm số sau 3 vòng chơi để xem thử đội nào sẽ là đội tâm đầu ý hợp hơn. Và kết quả là wow, thật bất ngờ thưa quý vị. 7 tháng với 6 năm kết quả như nhau, đó là tổng điểm số sau 3 vòng, cả hai đội đều 50 điểm. Và với điểm số này thì cả hai đội đều nhận được số tiền thưởng đến từ chương trình, đó là 6.500.000 đồng. Đức Thịnh và Lâm Vy Dạ thay mặt chương trình xin cảm ơn hai cặp đôi đã đến đây tham gia chương trình. Cho mình hỏi là hai bạn có muốn nói một cái điều gì gửi gắm đến quý vị khán giả sau khi đã tham gia chương trình Tâm Đầu Ý Hợp hay không? Thông qua chương trình này thì tụi em hiểu nhau được nhiều hơn, có một vài cái ngóc ngách nhỏ trong cuộc sống. Và cũng cảm ơn những cái chia sẻ của anh Thịnh dành tới cho em, riêng bản thân em. Và em sẽ nhớ lấy và em hứa là mình sẽ thay đổi từ từ để mình hoàn thiện hơn. Anh cho em xí bây giờ trên sóng truyền hình cho em nghe được một lần tiếng Anh yêu em của Thứ được không anh? Wow. Anh yêu em. Đã quá trời, không những nói riêng một mình bạn mà bây giờ nói trên sóng truyền hình ai cũng biết luôn. Sau chương trình Tâm Đầu Ý Hợp thì hai chồng em biết là đã gặp nhau rồi, coi như là duyên. Thậm chí là cưới nhau thì đã là nợ, thì đã gặp nhau duyên nợ, thì bây giờ mình hãy sống chân thành đi. Rồi còn cái tính tình mỗi người mỗi một chút phải nhường nhau thì mới sống tốt và bền được với nhau thôi. Dạ, và bên ngày hôm nay thì anh chị cũng như là gia đình của Thứ và Trà phân tích những cái tình huống hay là những câu hỏi thì vợ chồng em cũng rút được nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Thì ngày hôm nay thì em cảm ơn chương trình và các anh chị rất là nhiều. Và lúc đầu bạn có chia sẻ là bạn hiểu vợ mình 90%. Thế thì sau khi chương trình kết thúc, bạn thấy cái phần trăm đó nó có vơi đi hay không? Dạ, phần trăm vơi đi hình như là khoảng 20%. Nghĩa là nó còn 70%. Dạ, còn 70%. Ngày hôm nay xin được cảm ơn các cặp đôi đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Và thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.
Chị sẽ ổn khi vợ em bớt cằn nhằn lại. Cái chuyện lên cân của Juno có ảnh hưởng gì tới em không? Em lên theo 20